Thẻ căn cước mới cấp từ ngày 1 tháng 7 có những đặc điểm gì? Bộ Công an vừa ban hành dự thảo thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước và giấy chứng nhận căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7. Trong đó, quy định về quy cách, ngôn ngữ khác, hình dáng, kích thước, chất liệu, nội dung của thẻ căn cước. Theo đó, quy cách, chất liệu, kích thước của thẻ căn cước tương đồng với thẻ căn cước công dân đang lưu hành. Cụ thể, hai mặt của thẻ căn cước in hoa văn màu xanh và màu vàng. Nền mặt trước thẻ gồm bản đồ hành chính Việt Nam, chống đồng, họa tiết truyền thống trang trí. Nền mặt sau thẻ căn cước gồm hoa văn được kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đan sen, quốc huy và ảnh công dân được in màu trực tiếp trên thẻ. Điểm khác biệt là dòng chữ căn cước công dân được thay thế bằng dòng chữ căn cước. Mặt trước của thẻ căn cước chỉ còn các thông tin gồm ảnh chân dung, số định danh cá nhân, họ và tên công dân, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch và thời hạn của thẻ. Bên cạnh đó, chip điện tử cũng nằm ở mặt sau của thẻ căn cước. Theo Bộ Công an, thông tin lưu trữ trong chip gồm chữ, ảnh và mã hóa bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn, bảo mật theo quy định của pháp luật. Theo quy định của luật căn cước, công dân được cấp đổi thẻ căn cước trong 7 trường hợp sau. Đến độ tuổi phải cấp đổi thẻ căn cước theo khoản 1 điều 21 luật căn cước khi công dân đủ 14 tuổi, đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Thay đổi thông tin họ, chữ đệm, tên khai sinh, ngày tháng năm sinh. Khi thay đổi nhận dạng, xác định lại giới tính, chuyển đổi giới tính. Có sai sót trên thẻ căn cước về các thông tin trên thẻ này. Khi thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, xác lập lại số định danh cá nhân. Khi có yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước. Lưu ý, căn cước công dân, thẻ căn cước đã sử dụng sẽ bị thu hồi trong 7 trường hợp trên. Bên cạnh đó, khi công dân chưa đến tuổi phải đổi thẻ căn cước thì sẽ được cấp lại thẻ căn cước trong trường hợp bị mất thẻ, bị hư hỏng thẻ đến mức độ không thể sử dụng được nữa, công dân được trở lại quốc tịch Việt Nam.